nếu anh em chỉ xài duy nhất một cái điện thoại thì xài cục sạc này cũng được. Nhưng mà nếu anh em xài thêm cái nồi chiên không dầu này và hàng hà sa số những cái thiết bị điện tử khác, ví dụ như tay cầm chơi game, sò tản nhiệt, sạc dự phòng, tai nghe, thì anh em hãy kiếm một cái đốc sạc nào mà ít nhất phải có hai cái cổng sạc trở lên. Ví dụ như cái đốc sạc Kiwi này, thứ nhất đa dạng cổng sạc, cái thứ hai là có sạc nhanh 30W, cái thứ ba đó chính là cái đốc sạc này cũng khá là nhỏ gọn, rất là tiện để mang đi. Anh em có thể cùng lúc vừa sạc điện thoại và vừa sạc tay cầm chơi game, hay là muốn sạc thêm một cái gì đó. Còn tôi thông thường sẽ vừa sạc điện thoại và vừa gắn một con sò lạnh như thế này. Để tối ưu công sức sạc thì anh em hãy nhớ xài chung với lại dây sạc nhanh nha. Còn bây giờ anh em khai thật đi, một mình anh em xài bao nhiêu cái thiết bị điện tử? À mà sao giật ra rồi mà cái cục này nó vẫn sáng ta?